Một chị hỏi em Hồng rằng là bị ô tuyến giáp có sử dụng dịch lực collagen không? Thì ô tuyến giáp là một sự phát triển bất thường của các tế bào trong cơ thể dẫn đến hình thành các khối u ở tuyến giáp. Đây là vấn đề về chuyên môn nên là em Hồng sẽ nhờ bác sĩ tư vấn và mọi người có thể tham khảo nha. Với những người họ có những cái u lành tính hoặc là u tuyến giáp, bởi vì là thậm chí nó còn có cái tính chất hỗ trợ để trong cái quá trình mà bệnh nhân có thể dùng các cái thuốc điều trị kèm theo. Bởi vì sao ạ? Cái tính thải độc cũng như là của glutathione trong này rất là mạnh. Rồi là các cái hoạt chất diệp lục hay là các cái vitamin như chúng tôi nói đấy, nó có cái tính chất nó gọi là chống oxy hóa và nó được gọi là nâng cao cái hệ miễn dịch của người dùng. Thế do vậy mà nó không làm tác động trên những cái người đang có những cái u lành tính hay là u tuyến giáp, cái này nó không có chỉ định. Các bạn có thể dùng một cách bình thường và thậm chí nó còn có cái tính chất hỗ trợ nữa, vì khi mà cái sức khỏe toàn thân của chúng ta được nâng lên, cái quá trình thải độc nó tốt hơn thì cái việc mà phối hợp với cả những cái đơn thuốc đang mà các bạn đang điều trị nó không có những cái ảnh hưởng gì, mà nó chỉ có làm cho các bạn được có một cái cơ thể nó khỏe mạnh hơn thôi.